Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử người mẫu Trà My. Người mẫu Trà My sinh vào ngày 5 tháng 1 năm 1992 tại thành phố Hà Nội, nước Việt Nam. Cô sống và làm việc chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Cô sinh thuộc cung Market. Trà My tên đầy đủ là Nguyễn Trà My và giành được giải Á quân cuộc thi Việt Nam Next Top Model năm 2011. Trà My sở hữu chiều cao 1m80 với số đo hình thể 82-63-90 và gương mặt khả ái tràn đầy năng lượng. Nữ người mẫu đã được kỳ vọng sẽ trở thành một vedette thế hệ mới của làng mốt Việt Nam. Tuy nhiên thì thời gian qua cô ít trình diễn cắt quát, thỉnh thoảng mới tham gia một vài sự kiện của showbiz. Á quân Việt Nam Next Top Model năm 2011 đã từng tiết lộ bạn trai hơn cô 15 tuổi là người làm trong lĩnh vực truyền thông. Cô gần như rút khỏi sàn catwalk để làm công việc sản xuất, truyền thông giống bạn trai, đồng thời còn lấn sang phim ảnh. Cả hai cũng tính tới chuyện kết hôn ở trong tương lai gần. Là người mẫu nghiệp dư từ năm 17 tuổi, Trà My, cô sinh viên trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội, sau khi giành giải Á quân của cuộc thi Người mẫu Việt Nam năm 2011, Trà My đã trở thành gương mặt ấn tượng của làng catwalk Việt Nam, thay mặt cho thế hệ người mẫu trẻ Việt sang London tham gia cuộc thi Top Model Wide Khoai năm 2012, tranh tài cùng hơn 40 người mẫu đến từ các quốc gia khác trên thế giới. Trà My đã làm đám cưới cùng với ông xã 7X tên Hoàng Đạo năm 2015. Cô ngưỡng mộ sự hiểu biết và trải nghiệm của anh vì anh mà cô đã thay đổi rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.